Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, cô gái Nhật Bản Chika đang sống tại Việt Nam và thực hiện những chuyến đi xuyên Việt của mình vừa qua đã gặp một tai nạn khá nghiêm trọng trên đường. Trong video mới nhất của mình, cô đã kể lại khi cô gặp tai nạn trên một đoạn đường núi vắng vẻ và rất may, đằng sau có một cặp vợ chồng đã đến giúp đỡ và đưa cô đến bệnh viện. Cô đã kể lại trong sự xúc động rằng họ đã gọi xe cứu thương nhưng phải chờ rất lâu. Hai vợ chồng đã quyết định đưa cô lên chiếc xe Honda của họ và chở cô đến bệnh viện gần đó. Trong lúc di chuyển, cô đã nôn máu lên lưng của người đàn ông tốt bụng, nhưng anh ấy không hề cảm thấy kinh tởm mà ghì chặt cô hơn. Chika nói rằng có lẽ trong suốt cả cuộc đời mình, cô sẽ không bao giờ có thể quên vòng tay ấm áp và nhân hậu đó đã cứu sống mình. Sau khi bình phục, cô đã đến nhà để cảm ơn hai vợ chồng người Việt Nam, vì trước đó cô đã ngỏ ý muốn cảm ơn họ bằng cách gửi tiền, nhưng họ kiên quyết không nhận tiền từ cô. Họ chỉ nói rằng hãy đến nhà của họ chơi sau khi cô đã bình phục. Cô gái Chika đã rất xúc động vì sự tử tế không đòi hỏi sự báo đáp của người Việt. Cô đã đến nhà của hai anh chị người đã cứu giúp mình và mang theo một thùng đồ để tặng gia đình họ. Cô nhận ra rằng người Việt có mối quan hệ gia đình rất chặt chẽ và tình cảm, những người thân trong gia đình luôn quan tâm đến nhau. Xe máy và toàn bộ máy quay, laptop của cô đã bị bỏ lại tại chỗ tai nạn. Cô đã nghĩ có thể nó sẽ bị đánh cắp vì bán những thứ đó đi chắc chắn cũng được khá nhiều tiền. Nhưng những thứ đó đã được đưa vào một ngôi nhà dân ở gần đó và sau đó được gửi trả lại cho Chika. Mọi thứ còn nguyên vẹn và không bị mất bất cứ thứ gì cả. Chika nói rằng, tại Nhật Bản, ngày càng có nhiều tội phạm là người Việt Nam xuất hiện hàng ngày trên bản tin Nhật Bản. Vì vậy, trên mạng xã hội Nhật đã xuất hiện nhiều người Nhật kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người Việt Nam và dùng những từ ngữ xúc phạm như kẻ ăn cắp, đồ tội phạm. Nhưng thực sự người Việt Nam phần lớn là những người tốt bụng và nhiệt tình. Vài năm ở lại Việt Nam, sự giúp đỡ Chika nhận được đến từ người Việt xa lạ còn nhiều hơn sự giúp đỡ cô nhận được từ người Nhật từ trước đến nay. Kênh của cô mặc dù giới thiệu về Việt Nam nhưng cô không để phụ đề tiếng Việt nên chỉ có một số ít khán giả là người Việt Nam xem được. Vì vậy, không hề có ý định cố tình nói tốt về Việt Nam vì mục đích gì cả. Chika hy vọng người Nhật có thể hiểu hơn về Việt Nam và lòng tốt của người Việt. Đó là nội dung của video mới nhất của cô gái Nhật Bản Chika. Hy vọng cô luôn gặp bình an và gặp được những người Việt Nam tốt bụng trong chuyến hành trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau xem phản ứng của netizen Nhật Bản sau khi xem được video của Chika nhé! Một gia đình Việt Nam thực sự tốt đẹp, tôi không nghĩ có nhiều người Nhật có thể nhiệt tình giúp đỡ tôi như vậy. Hãy trân trọng sinh mạng mà bạn đã được cứu và tiếp tục các hoạt động của mình nhé! Cảm ơn vì đã giúp đỡ đội trưởng Chika. Người Việt tốt với người Nhật quá, tôi cũng ủng hộ những người Việt Nam sống ở Nhật Bản. Tôi cũng sẽ ăn đồ ăn Việt Nam nhiều hơn, đội trưởng Chika vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Vì vậy, hãy chăm sóc cơ thể của bạn nha! Video này thực sự khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi xem nó. Tôi cảm động trước sự trung thực của những người Việt Nam liên quan đến vụ tai nạn của Chika. Trong đó có ông Tân và vợ ông ấy. Bất chấp trải nghiệm đau đớn của một vụ tai nạn, Chika-san đã được ban cho một kho báu là một trái tim nhân hậu mà bình thường không bao giờ có được. Hãy tiếp tục trân trọng những gì bạn đã nhận được. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn. Vụ tai nạn thực sự đáng tiếc, nhưng trải nghiệm nhận được lòng tốt như vậy là vô giá. Tôi rất ấn tượng, người Việt Nam tử tế và tốt bụng hơn người Nhật. Tôi muốn nhiều người biết về nó. Là một người Nhật, tôi hy vọng mình có thể giúp đỡ bạn. Tôi không thể ngừng khóc. Tôi có những người bạn Việt Nam sống ở Nhật Bản. Tất cả họ là những người tốt và yêu gia đình. Tôi và chồng tôi đang làm việc chăm chỉ cùng nhau. Tôi sẽ sang Việt Nam khoảng một tuần và tuần sau. Tôi sẽ đến thăm những người bạn mới. Hãy đi du lịch thôi và đừng quá sức nhé Chika. Tôi ấn tượng trước lòng tốt của người Việt Nam. Tôi đã tự hỏi làm thế nào họ có thể chở thêm bạn chỉ với một chiếc xe máy hai chỗ và chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc xe máy và hành lý lớn của Chika-san, nhưng đã có một kết quả tuyệt vời như vậy. Hôm nay là ngày thứ 10 tôi ở Việt Nam và rất nhiều người Việt Nam rất tốt bụng. Đúng rồi, người Việt Nam rất nhiệt tình. Người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản, tôi nghe nói có nhiều người nhập cảnh sau khi bị môi giới người Nhật lừa gạt. Tôi nghe nói rằng nhiều người trong số họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phạm tội vì họ không có nơi nào để đi nếu không có tài sản. Tôi cảm động rơi nước mắt trước những lời nói của Chika-san. Tôi đang mong đợi video của bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng để làm điều đó theo tốc độ của riêng bạn thôi. Xin đừng quá sức nhé! Tôi nghĩ tất cả những người Nhật đã sống ở Việt Nam đều đồng ý như vậy. Tôi nghĩ rằng cho dù là ai, nếu người đó gặp tai nạn, họ sẽ giúp đỡ bạn theo cách tương tự. Người Việt Nam rất tốt bụng và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của họ thực sự tuyệt vời. Tôi rất mừng vì bạn còn sống và cảm ơn những người Việt Nam đã giúp đỡ. Khi tôi đi du lịch ba lô đến Việt Nam trong một tháng, có rất nhiều điều đã xảy ra, nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều điều từ lòng tốt của con người và sự ấm áp mà tôi đã quên từ lâu, và tôi đã yêu Việt Nam. Ngay cả khi tôi nói với bạn bè của mình sau khi trở về Nhật Bản, nhiều người vẫn có thành kiến với Việt Nam, hoặc họ nói đó chỉ là một chuyến đi.
Nhưng lần này, chứng kiến câu chuyện của bạn, tôi nghĩ rằng những gì tôi đã cảm thấy ở đó chắc chắn là sự thật và tôi bắt đầu yêu Việt Nam hơn bao giờ hết. Tôi muốn nhiều người xem nó hơn và nếu bạn quan tâm, tôi muốn bạn hãy đi đến Việt Nam. Tôi xin nói lại, tôi rất vui vì Chika còn sống. Cảm ơn bạn đã lan tỏa Việt Nam đến Nhật Bản. Tôi đang ủng hộ bạn trên mọi chuyến đi khắp Việt Nam. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi cảm thấy người Việt Nam có cái gì đó mà người Nhật ở thành phố đã lãng quên. Dù có ai đó đã gục trên tàu, tôi cũng không muốn nhúng tay vào. Hãy truyền đi lòng tốt và sự nhân hậu của người Việt Nam. Từ bây giờ, hãy ưu tiên chăm sóc cơ thể của bạn và đừng quá sức nhé. Tôi lần đầu tiên bình luận trên YouTube vì công việc tôi đã đi đi lại lại ở nước ngoài và tôi cảm thấy có sự gắn kết với Việt Nam. Tôi bị ấn tượng bởi những người Việt Nam tốt bụng và cách diễn đạt chính xác của Chika-san. Đây là lần đầu tiên tôi bị YouTube làm cho xúc động như vậy. Tôi rất ủng hộ bạn. Tôi không thể ngừng khóc khi xem video này. Có rất nhiều người Việt Nam làm việc trong công ty của tôi và tôi biết được sự chân thành của họ mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã xem video này. Không ai mong đợi tai nạn của Chika cả. Ở đâu cũng có người xấu, người tốt, chứ không riêng gì Việt Nam. Tôi rất vui vì bạn đã được mọi người giúp đỡ. Tôi đã khóc khi nhìn thấy nụ cười nhân hậu của mọi người Việt Nam. Hãy tiếp tục và hết sức cẩn thận. Tôi ủng hộ bạn. Điều truyền cảm hứng nhất mà bạn từng làm. Tôi đã từng làm việc ở Việt Nam trong 3 năm rưỡi và tôi rất biết ơn người dân Việt Nam vì sự ấm áp và tình yêu thương vô điều kiện mà Chika-san đã truyền đạt cho tôi. Tôi không biết Chika đã trải qua như thế nào trong quá khứ, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng hành trình bắt đầu lại lần này sẽ kết thúc một cách an toàn. Các video của Chika luôn tiếp thêm năng lượng cho tôi, nhưng lần này là một video rất xúc động. Về cơ bản, người Việt Nam hay can thiệp theo hướng tốt, họ rất hay quan tâm. Một số người phạm tội nhưng chỉ là một số ít trong số họ. Hầu như tất cả người Việt Nam đều nhiệt tình và tử tế. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chika. Tôi không có ấn tượng xấu về Việt Nam chút nào. Nhà hàng Việt Nam tôi thường đến có một nhân viên rất chăm chỉ và người Việt Nam làm công việc bán thời gian trước đây của tôi cũng là một cô gái rất tốt. Tôi mong rằng người dân Việt Nam sẽ không nhắm mắt làm ngơ, sẽ không thay đổi cho dù đất nước có phát triển trong tương lai. Tôi nghĩ rằng lòng tốt mà Chika-san đã được đón nhận lần này cũng sẽ đến với anh Tân bằng một cách tử tế và hãy tôn trọng giúp đỡ mọi người nhé. Nơi làm việc của tôi có người Việt nhưng họ đều là những người rất thông minh và tốt. Có những người làm điều xấu, cả người nước ngoài và người Nhật, vì vậy không phân biệt dân tộc. Vụ tai nạn thật đáng tiếc nhưng Chika-san, tôi rất vui vì bạn đã có thể gặp được những người tốt. Tôi không thể ngừng khóc, thật sự rất may mắn khi một gia đình tuyệt vời như vậy đã giúp đỡ bạn trong cơn tai nạn kinh hoàng. Tôi cũng rất yêu thích Việt Nam. Nên mỗi khi báo chí đưa tin về tội ác của Việt Nam là tôi lại cảm thấy buồn. Tôi rất vui vì thấy lòng tốt và nhiều khía cạnh khác nhau của người Việt Nam trong các video của Chika. Chika, chuyến đi Việt Nam của bạn thật ý nghĩa. Bạn đã nói với một ông già là tôi chưa bao giờ đến Việt Nam về lòng tốt và sự quyến rũ của người Việt Nam mà người Nhật đã quên mất. Hãy chăm sóc bản thân và tận hưởng chuyến đi của bạn nhé. Việt Nam ngày nay khiến tôi nhớ đến Nhật Bản trong thời kỳ tái thiết tốt đẹp sau chiến tranh. Tuy nghèo một chút, nhưng ai cũng tươi cười, tốt bụng, tràn đầy năng lượng và tốt bụng với mọi người. Tôi thích Việt Nam. Tôi đã đi khắp thế giới vì công việc, nhưng tôi cảm thấy rằng Việt Nam có lẽ là nơi chân chất nhất trên thế giới. Những người tốt bụng như vậy đã khiến tôi rơi nước mắt. Đó là khoảng thời gian khó khăn để Chika-san bị thương trong một vụ tai nạn, nhưng gặp được anh Tân và chị Du là một kho báu. Cũng có những người phạm tội và điều đó không liên quan gì đến chủng tộc hoặc quốc tịch. Khi tôi mới đến thành phố Hồ Chí Minh một lần và tôi đã được những người rất tốt bụng giúp đỡ. Vào thời kỳ smartphone chưa phổ biến như bây giờ, tôi có một cuốn sách hướng dẫn và không biết phải làm gì và tôi không thể hiểu ngôn ngữ. Nhưng anh ấy đã đưa tôi đến tận nơi tôi muốn đến, vừa đẩy xe nôi cùng hai vợ chồng và đi vào viếng chùa. Cảm giác hạnh phúc khi được chạm vào một tấm lòng ấm áp như vậy sẽ trở thành thức ăn tinh thần cho cuộc sống của bạn phải không? Khi cơ thể và tâm trí của bạn trong tình trạng tốt, bạn hãy tiếp tục chuyến đi của mình, hãy quyết định thời gian từ từ và đừng quá sức nhé. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chika-san. Cảm ơn bạn vì video tuyệt vời. Tôi đã khóc rất nhiều và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xúc động khi xem YouTube. Khi tôi bị tai nạn xe máy ở tỉnh Tiền Giang, một người đi đường đã giúp tôi. Tôi nghĩ người Việt Nam thực sự là những người tốt bụng. Tôi cũng đã đến Việt Nam nhiều lần, tôi đã bị gạt, nhưng tôi cảm thấy như có nhiều người tử tế hơn thế. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc người Việt Nam làm việc trong khu phố của tôi gây ra vấn đề. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy rằng sức mạnh trẻ đang hỗ trợ tình trạng thiếu lao động của Nhật Bản. Vụ tai nạn thực sự là một thảm họa, nhưng đó là một trải nghiệm tốt để có thể chạm đến trái tim ấm áp của những người dân Việt Nam. Cảm ơn Chika đã chia sẻ một video tuyệt vời như vậy. Tôi đã xúc động đến nỗi không thể ngừng khóc. Tình yêu của Chika dành cho Việt Nam cũng được truyền tải một cách chân thực. Tôi cũng bức xúc trước hàng loạt các bài báo ác ý chống lại người Việt Nam. Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng mình rằng bạn có thể đi lại an toàn và sức khỏe trên đất nước Việt Nam tràn đầy lòng nhân ái. Tuyệt quá! Tôi muốn những người không thích Việt Nam xem video này. Một người bạn của tôi kết hôn với một người đàn ông Việt Nam ở quê và từ đó đến Tết luôn đến nhà anh ấy.
tôi yêu Việt Nam. Tháng trước tôi cũng có lần đầu tiên ở Việt Nam trong một tháng. Anh ấy tốt bụng đến mức tôi nghĩ anh ấy là một người quá nhiệt tình. Một người bạn của tôi có quen người Việt Nam, cũng nghe nói rằng người Việt Nam rất thân thiện và dễ mến. Tôi đã thấy được rằng mọi người ở Việt Nam là những người tốt hơn tôi nghĩ từ video này. Cảm ơn bạn cho báo cáo ấn tượng của bạn. Tôi đã xem video này và đội trưởng Chika đã có thể gặp được người Việt Nam rất tốt. Tôi cảm thấy rằng điều này cũng liên quan đến đức tính hàng ngày của đội trưởng. Đúng là có một số người Việt Nam phạm tội, nhưng đó chỉ là số ít. Người Việt Nam là những người tử tế và chu đáo. Bạn phải đền đáp ân tình gấp mấy chục lần người đã giúp đỡ bạn lần này. Hãy làm hết sức của mình và không quá sức nhé. Có rất nhiều bình luận khác nữa. Tất cả các khán giả đều đã rơi nước mắt trước câu chuyện cảm động của Chika-san. Đúng là người tốt sẽ luôn gặp được người tốt giúp đỡ. Ed cũng đã nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ, rất vô tư mà không hề muốn nhận lại bất cứ điều gì. Qua đây chúng ta cũng thấy được sự tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác của người Việt Nam chúng ta. Hy vọng các bạn xem được video này sẽ luôn có được bình an và luôn giữ tâm thiện nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn tại Cơm Camera nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.